lô xoài tượng da xanh của tỉnh Sơn La vừa từ sân bay về kho của nhà nhập khẩu ở thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ. Ngay lập tức các thùng xoài đều được mở ra để kiểm tra. Cái màu da nó bóng, nó xanh theo cái thị hiếu của người Việt mình ở đây và những người bản xứ ở đây. Thì sau khi cắt cái xoài ra đấy, trong cái ruột đó nó vẫn còn cứng, nó còn tốt, cái mùi vị nó rất là ngọt và cái màu nó rất là đẹp đó. Thì tôi đánh giá cái lô hàng này đẹp và tốt. Theo nhà nhập khẩu, lô xoài này được công ty GreenPath trồng và xử lý sau thu hoạch hoàn toàn bằng chế phẩm sinh học hữu cơ của Mỹ theo hướng dẫn của Viện GreenTech Việt Nam. Vì thế, nhà nhập khẩu hy vọng sẽ đáp ứng được thị hiếu và đảm bảo yêu cầu chất lượng khi đến tay người tiêu dùng Mỹ. Người tiêu dùng là thích xoài Việt Nam. Nếu mà làm đúng cái quy trình kỹ thuật và cái giá mình đừng có cao quá thì cái xoài mình có thể là đứng vị trí tốt và là ngon, loại là cao cấp đó, hàng cao cấp đó. Sau khi được kiểm tra kỹ, gần 200 thùng xoài Sơn La đã được chuyển ngay tới các siêu thị và các nhà bán lẻ tại bang California cùng một số vùng phụ cận. Việc làm thế nào để đưa những trái xoài nói riêng và hoa quả của Việt Nam nói chung sang Mỹ đảm bảo chất lượng, đáp ứng được yêu cầu khắt khe của người tiêu dùng là điều vô cùng quan trọng. Hy vọng rằng rút kinh nghiệm từ những khó khăn thời gian vừa qua và với những hương vị đặc trưng riêng có của mình, những trái xoài Sơn La này sẽ sớm được người tiêu dùng Mỹ ưa chuộng, góp phần tạo thế đứng và thương hiệu của xoài Việt Nam tại thị trường khó tính nhất thế giới này. Lê Minh, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ.